Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi trong video buổi sáng thứ tư ngày 21 tháng 8 các nhá. Hôm nay là ngày 18 âm lịch rồi, 21 thì chúng ta chỉ còn làm hết tuần này nữa thôi, hết hết nửa tuần sau là chúng ta đã nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 rồi. Thời gian trôi qua rất là nhanh đúng không bác? Thì chương trình hôm nay thì vẫn nồi cơm bác nhá, nồi cơm rồi bàn ủi hôm qua thì vẫn còn các bác nhá, chỉ mới bán một hai mã thôi. Thì tí em sẽ lên lại một vài mã để các bác nào mà chưa xem được bàn ủi hơi nước thì em sẽ lên bàn ủi nhá, hoặc là bình thủy, một vài cái bình thủy các bác nhá. Robot thì hết rồi, robot thì hết sạch rồi các bác nhá. Thì chờ nô mới về thì em sẽ lên cho bác robot đi robot rồi cũng như là robot cái nồi áp eo phi kivôn các bác nhá. Thì một buổi sáng mới kính chúc tất cả các bác mọi vạn sự an này. Bác bà vào xem video ủng hộ vợ chồng em một nút like, bác nào chưa đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em một đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất là nhiều. Bên này kênh bán hàng của em YouTube Ma Cao Đổ Bãi, số điện thoại cộng Zalo mua hàng 0969885008. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này các bác giúp em nhá, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969885008 giúp em. Địa chỉ bán hàng em là ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Tất cả hàng em bán là đều đa phần là sử dụng điện áp 100 110V. Đấy, 100 110V. Em bán hàng không nhận cọc, bác lưu ý bán hàng không nhận cọc. Báo ship toàn quốc và nhận hàng được quyền kiểm tra hàng sau đó thanh toán. Đấy là cách thức bán hàng của nhà em. Bác lưu ý em bán hàng không nhận cọc nhá. Nên các bác cân nhắc kỹ trước khi mua, khi đã quyết định mua rồi thì vui lòng nhận hàng giúp em. Vì khi bác không nhận hàng thì tiền ship 2 chiều em sẽ phải mất các bác nhá. Đấy là cách thức bán hàng và mua hàng của nhà em như thế. Thì ngoài ra em có bán thêm cái bộ đổ điện của công ty của Nap Standard Việt Nam, công suất 2kVA, 3kVA, có dây nhôm, dây đồng, giá vỏ sắt, vỏ nhựa. Đây các bác vào xem, nếu mà cảm thấy ưng ý phù hợp thì ủng hộ vợ chồng em thêm bộ đồ điện. Các bác vào xem video thì ủng hộ vợ chồng em nút like, bác nào chưa đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất là nhiều. Vào xem thì cảm thấy giá thành phù hợp, chất lượng rồi chế độ bảo hành bảo trì ok thì bảo ủng hộ vợ chồng em nhé các bác nhé. Còn nếu mà thấy giá nó cao hoặc như nào thì bác xem ủng hộ vợ chồng em nút like giải trí, cảm ơn các bác rất là nhiều. Này thì bên em bán hàng là như nồi cơm này, em có test dọn nha, có test dọn cho các bác nên là giá thành nó sẽ cao hơn. Em bán có bảo hành và có bao ship tất cả các sản phẩm trên 500.000 thì em hành cho bác 3 tháng. Những sản phẩm dưới 500.000 thì em hành 1 tháng. Đấy là nồi cơm thôi nhá. Đấy, còn các sản phẩm khác thì tùy từng sản phẩm em sẽ báo các bác rõ chế độ bảo hành như nào để bác lưu ý cân nhắc kỹ trước khi mua. Đấy. Thì ví dụ đây là bộ đồ điện 2kVA, dây nhôm, vỏ sắt có giá 500.000 đồng. Đây là giá này cả ship nhá. Giữa là công tắc hai bên là điện đều điện 100V, bác cắm bên nào cũng được. Đấy, còn đây là bộ 2kVA, dây nhôm, vỏ nhựa có giá 550.000 đồng. Đấy, giá thì vỏ nhựa sẽ cao hơn vỏ sắt là 50.000 các bác nhá. Vỏ nhựa thì mẫu mới mà bằng nhựa thì nó làm nhỏ gọn hơn. Đấy, lưu ý nhá. Ngoài ra thì em có bán thêm cái mui của Nhật nhá, bán thêm cái mui của Nhật, em bán chứ không phải tặng kèm nhá. Bán thêm cái mui của Nhật. Đấy, bán thêm cái mui của Nhật đây, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái, bác lưu ý 50.000 một cái, bác mua nguồn hay mua nồi hay mua cái gì thì em đóng kèm thì không mất tiền ship. Còn nếu như các bác mua cái mui không thì các bác lưu ý là trả tiền ship giúp em nhá. Đấy, 50.000 cộng ship. Đấy, nguồn gốc xuất xứ là Mỹ in ra ba. Xem chưa em vào việc luôn các bác nhé, vào việc luôn. Đầu tiên là một em nít 8 nhé, có một em nít 8 duy nhất thôi, một em Joy GOC. Đầu tiên là một em Joy GOC dung tích 1 lít 8 để 100V, công suất là 1200 à 1400W à 1350W các bác nhé, 1350W đây. Đấy. Min ra ban nhá, Min ra ban. Sản xuất 2005 nhá, đấy, thành quách đây. Chúng ta mua hàng là xác định là mua hàng cũ nhé, hàng đã qua sử dụng rồi nên là không thể tránh khỏi những vết xước móc bên trong hay bên ngoài. Các bác cũng hoan hỉ giúp em để chúng ta xem trên video, cảm thấy ưng ý phù hợp thì mua các bác nhé. Bên trên đây được chưa ạ? Con này thay pin rồi nhá, 6 giờ 42 phút con này hết pin, em đã thay pin rồi, mặt trên đây được chưa ạ? 1.8 nhá, dành cho mình đúng người nhá. Con này là đời thấp nhá, nó sẽ chưa hiện phút ngay từ ban đầu đâu, 15 phút cuối nó mới hiện phút cho các bác nhé. Lưu ý giúp em. Hủy này. Đấy. Hôm này, tất cả chuông còi nhạc dạo đầy đủ cho các bác luôn nhá. Hủy này, menu này. Đấy, tím rất nhạy nhá. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ này, phút này. Nấu này, đấy, nhạc dạo đầy đủ các bác nhá. Dung tích 1.8 lít. Em đã test cơm được không nhá? Tất cả test cơm hết rồi. Hủy. Điều bên trong. Loang này, loang xanh sạch này. Loang xanh sạch nhá, mềm nhá. Loang xanh sạch mềm. Mặt trước mặt sau đây. Tất cả test cơm cho bác hết rồi.
xanh sạch này, nòng nồi đây, nòng nồi zin chuẩn của nó nhá, ngoài rất bóng này, nòng nồi zin chuẩn nhá, đây. Bán hàng thì em rất là kỵ so sánh kênh mình với cái kênh người khác, cứ hàng của mình bán thôi, còn ai bán như nào là quyền người ta, em cũng không quan tâm. Đấy. Nhiều kênh thì cứ bán là cứ sao, cứ xem trên TikTok hay xem trên Facebook người ta bán như này, đúng ạ. Đấy. Mỗi người bán có một kiểu bán hàng khác nhau. Đấy, có chấm đây các bác nhá, có chấm đây. Đấy. Nói chung lòng có một vài vết chấm cám nhỏ xíu nhá, bác nhìn thấy không? Đấy, còn rất là bóng này, lớp trung dính cũng rất là bóng nhá, nhưng mà có chấm nhá. Có chấm chấm như này không bao giờ dính cơm đâu các bác ơi, không bao giờ dính cơm đâu. Đây em quay thật xa nhá, để bác nhìn từ trên miệng nhìn xuống nhá. Đấy. Nhiều lúc em tả nó không hết được những cái khuyết điểm của nó thì em cứ quay thật kỹ thật lâu và soi thật kỹ các góc để các bác ngắm. Đấy. Để các bác cùng đánh giá nhá. Được chưa ạ? Có chấm cám nhá. Bao mắc không dính cơm nhá, được chưa ạ? Có chấm cám nhỏ li ti. Đấy. Nòng zin chuẩn của đời thấp nhá. Đấy, bên trong thì cực kỳ sạch sẽ này, nấu cơm cho bác rồi. Đấy, bán có bảo hành nhá, 3 tháng, trên 5.000 đồng bảo hành 3 tháng nhá. Đấy, bác hoàn toàn yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Sạch bóng chưa ạ? Bên trên đây pin thay rồi nhá, vệ sinh mạch cho bác sạch sẽ rồi. Đấy. Một con thôi nhá, hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay mà có một con đi 8 này. Mã số 1 ngày 21. Mã số 1 ngày 21 tháng 8 này các bác là 1.550.000 các bác nhá. Đấy, giá là cả ship rồi ạ. 1.550.000. Mã số 2 em bác một em Panasonic màu trắng này. Đấy. Panasonic màu trắng nhá, Panasonic vuông. Đấy. Nhỏ gọn, bác nào không biết cho mình nó chật thì mua những con này về. Đây có một tí xước ở góc này này, mặt mũi đây. Đấy. Đây là bẩn nhá. Đánh còn chưa hết được các bác này. Đấy. Ok chưa? Đấy đích này là không bể vỡ này, sản xuất năm 2014 này. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200 nhá. Dung tích 1000 dung tích 1 lít thôi, điện 100V công suất 1200. Mặt trên đây, pin viết ngon lành này. Đấy, 6 giờ 42 phút nhá. Mặt còn đẹp này, mặt còn đẹp nhá, không cấn móp nhá. Đấy. Ngắm chú nhá. Nhiều lúc em cứ sợ em tả nó không hết đấy, tả nó không hết. Nên em cứ để nó quay nó lâu lâu một tí để các bác cùng xem nhá. Đấy, điện đóm trước các bác nhá. Em test cơm rồi. Nên là trên video em bấm U15. Đấy, U15 các bác nhá. Bởi vì này. Hết chưa ạ? Đấy, cái này nó bị lỏng nhá. Đấy, U15 là cảm biến nắp hơi các bác nhá. Đấy. Bởi vì này. Hiện giờ cơm chín này. Đấy. Đấy, em chỉ chỉnh các nút em bấm cho các bác xem là các nút nó hoạt động hoàn hảo này, điện đóm ok này, các chức năng hoạt động ngon này này, để khi các bác nhận hàng mà mình vội mà không có đồ thử ấy, thì các bác cứ lưu ý là cứ tự tin nhận hàng nhá, không việc gì phải lo lắng gì đâu. Đấy. Điện đóm là ok rồi, cơm nấu rồi. Dây còn cực kỳ đẹp nhá. Dây đẹp này. Cót hút hết nhá, cót hút hết. Cót còn khá khỏe đấy ạ. Như ở bên trong. Loang xanh này, loang xanh. Bana là cái nó bền thôi nhá. Cơm thì nhiều chế độ nấu, cơm cứng, cơm dai, cơm mềm, nhiều chế độ mấy. Bác thích chế độ nào thì mình nấu chế độ đó thôi. Đấy, nấu tiết kiệm điện, nấu gạo nứt. Loang xanh mướt này, loang xanh mướt nhá. Đấy, nòng nồi đây. Nòng nồi thì cũng có chấm cám rồi các nhá. Bên ngoài sạch sẽ này. Mạ đồng vàng chóe này, bên trong phủ kim cương nhân tạo nhá. Đấy. Đồng vàng chóe này. Đấy. Bên trong nòng có chấm nhỏ nhá. Đấy, có chấm nhỏ. Ngắm giúp em. Đấy. Nộ ra chưa ạ? Đây này. Ừ. Đấy. Và xước lông mèo này. Đấy. Để xa này, các bác nhìn được kỹ này. Đấy. Bây giờ cũng rất là muốn nhập nồi đẹp nhưng không có bao nhiêu các bác ạ, không có bao nhiêu. Xấu như này mà giá đã cao rồi. Nói chung là xu thế thị trường chung mà đô nó lên thì nhiều bác bảo là yên nó đang xuống mà tại sao nồi lên, mà nhập thì nhập bên Campuchia về các bác nhá, không phải nhập từ Nhật. Tại Campuchia về thì người ta tính các đầu mối đều tính theo giá yên, à giá đô hết. Đấy, đô lên mà hàng thì xấu, mà mua nồi cơm thì người ta ép lấy đủ thứ các bạn. Bàn là bình thủy chứ không phải là mua nồi cơm không. Đấy, ngắm cho em nhá, có chấm cám nhá. Nói chung nằm có chấm cám đi cho nó dễ nhá, báo như thế cho các bác hình dung ra cái vấn đề nhá, không để bảo không tì vết là không có đâu.
lòng có chấm cám là cái rất là sạch sẽ này, trắng chẻo này, trắng chẻo nhá, sạch sẽ nhá, được chưa ạ? Một em buôn bán thì cũng muốn nó nhập hàng đẹp giá thấp về bán các bác, thì thứ nhất là dễ bán, thứ hai là cũng có đồng công đấy. Nhưng mà giờ giá nó cao thì cũng không biết kiểu gì được, đúng không ạ? Tôi mong các bác là cũng chia sẻ vậy, ủng hộ vợ chồng nhá. Mã số 2 ngày 21 tháng 8 để các bác nói là bao nhiêu, 820k lại 820.000 quá nhá, lại chấm như này mà giá cũng cao đúng không ạ? Nhưng mà nhập vào nó đã cao rồi đấy, thay pin thay biết bảo hành bảo trì còn test dọn các bác nữa, nếu mà bán thấp thì không không có một đồng công nào. Chia sẻ các bác vậy. Tiếp theo em do Yoshi cao tần IH vua đầu bếp Nhật Bản nhá, vua đầu bếp Nhật Bản đây. Sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1105W, made in Japan nhá. 2014 thành quách đây. Đây hơi sức một tí này. Sạch sẽ nhá. Mặt trên này 6 giờ 47 phút các bác nhá. 6 giờ 47 phút. Dây còn đẹp. Nấu này. Hủy này. Chuông nhạc dạo đầy đủ quá nhá. Hủy này. Hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này, đấy, hủy này, hâm cơm này, đấy các bác ấn đúng giữa nhá, ấn đúng giữa giúp nhá, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, đấy. Nấu này, đấy. Nhạc dạo đầy đủ này. Hủy này, menu này, đấy. Ok các bác nhá, các bác ấn chính giữa phím giúp em nhá, là ok thôi, đấy. Phím hiệu còn ngon lành nhá, dây còn hút tốt, nhiều bên trong, loang xanh này, loang xanh, xanh sạch đẹp các bác nhá, xanh sạch đẹp, được chưa ạ, loang xanh sạch nhá, loang xanh sạch. Nóng nồi đây, nóng nồi bên trong đây, có sức môi rồi nhá, sức môi sức nông mèo thôi, các bạn ngắm giúp em này, ngắm gần ngắm xa, được chưa ạ, ngắm gần ngắm xa nhá, đấy thì có xước rồi, đấy có xước nhá, đấy là người ta nấu ăn có dầu mỡ thì em đã đánh cho các bác sạch rồi. Đánh sạch cái phần này thì nó bị xước nhá. Đấy, báo rõ các bác vậy. Rồi. Bên trong thì sạch sẽ này, phần nấu cơm là sạch sẽ này, bên ngoài đây. Thì dầu mỡ đánh rồi các bác nhá, đánh rồi. Con này giá bình dân thôi nhá. Đấy, sạch sẽ này. Đấy, bên trong đây. Đấy, bên trên đây. Đấy. Nòng đây. Được chưa ạ? Lại báo rất là rõ ra. Răng thì xanh sạch rồi. Bên trong lòng thì đẹp nhá các bác nhá. Để qua con này 650.000. Được chưa ạ? Cả ship các bác nhá. Mã số 3 ngày 21 tháng 8 650k này. Chúng ta nấu cơm cũng không nấu đến phần sau. Đấy. Phần nấu không nấu đến phần sau đúng không ạ? Đấy. Phần trước thôi. Đấy. Mã số 4 đây các bác mời em à. Panasonic có chức năng nấu cơm cháy này, Bana mắt ngọc là ba Bana ban tròn đây, đấy. Có chức năng nấu cơm cháy các nhá, đấy. Mặt mũi đây, hả? Đây đây đây, sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W nhá, 1200W, mặt mũi đây, sáng quắc này, sáng chưa ạ? Đấy. Đây hơi trước một tí nhé, thành quách đây, đây, lá dứa này là không bể vỡ này, ngon lành cành đào này, đây. Bốn xung quanh nhá, lại quay kỹ coi nhá, nắp hơi còn đẹp nguyên này, đây chức năng cơm cháy là đưa cái mũi tên, ấn menu đưa cái mũi tên về cái chữ cuối cùng dòng trên cùng nhá, đây, ấn menu này, đây mũi tên nó chỉ về cái chữ dưới cùng này, đó. Có nhìn chưa? Ấn nút nấu này. Là sẽ có cơm cháy, gọi là cơm cháy một chút ở dưới thôi các bác nhá. Đấy.
gửi này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này, gửi này, hâm này, gửi này, menu, các phím các chức năng hoạt động tốt nhá, chuông còi cấu to, dây còn rất đẹp này, dây còn rất đẹp, có chức năng nấu cơm cháy, bana van tròn hoặc là bana mắt ngọc này, tùy từng bác gọi, đấy, răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt này, được chưa, răng đủ xanh chưa các bác, xanh mướt nhá, bản rất rộng nhá, có chức năng nấu cơm cháy mà nên là nhiệt độ nó sẽ cao hơn, răng nó phải dày hơn các nhá. Rất đẹp này, được chưa ạ, nòng zin chuẩn nhá, nòng zin chuẩn này. Đấy. Ngoài phủ gốm đất nung này, ống ánh kim tuyến này, bên trong này đẹp nhá các bác nhá, một vẫn có hạt cát nhỏ nhá, sức nung mèo. Đấy. Về tổng thể đây, ngắm giúp nhá, Panasonic bền nhá các nhá, bên trong inox. Đấy. À, bên trong là inox, full inox này, inox này rất dễ vệ sinh, mình dễ. Full inox các bác nhá, rất là bóng đẹp đúng không ạ, mặt sáng lắm này, các bạn nhìn này, không có tí xước này. Mã số 4 ngày 21 tháng 8 đây, con này 890.000 cả ship thôi nhá. Lại 890.000 cả ship. Được chưa ạ? Tiếp theo là bác con là em Tiger cao tần áp suất 2 pi, mã GBG. Đấy, mã GBG. Đấy, xong phủ gốm sần dày 11 lớp nhá. 6 giờ 51 phút này. Mặt sáng quắc nhá. Các bạn nhìn thấy không? Ngắm giúp em nhá, phím phím không bong chóc nhá. Mặt đẹp này, không xước này. Đấy, bốn xung quanh viền cấu rôm này. Đấy, chiếc răm ở đây là có này. Sản xuất năm 2015 này, dung tích 1 lít này, điện 100V này, công suất 1200W, made in Japan các bác nhá. Đấy, đây là không bể vỡ. Đấy, viền cấu rôm còn sáng đẹp. Đấy, màn hình nét nhá. Màn hình nét có chức năng nấu cơm cháy. Đấy, đều có chức năng. Áp suất 2 bi nhá, áp suất 2 bi. Em vẫn nhấn mạnh với các bác một lần nữa về cái nồi cao tần áp suất hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy. Nếu như trong quá trình nấu ăn mà các bác nhìn thấy cái lúc nó sôi ấy, bác nhìn thấy cái khí ấy, cái hơi nó phì ra thành dòng ở đây này thì mới gọi là xỉ nhá. Còn nếu như bác cảm nhận được cái hơi nóng ở bốn xung quanh này là việc hết sức bình thường, em báo cáo bác rõ như vậy. Thế nhiều bác mua là bảo sao tôi sờ đây nó vẫn ấm ấm, đúng không ạ? Em bao xì nó không thể bao kín bưng được đúng không ạ? Vì hàng cũ mà các bác, có phải là hàng mới tinh đâu. Lưu ý giúp em nhá. Nếu như bác nhìn thấy nó xì ra ở đây, nó xì phì phì ra này, đấy thì là xì nhá, là xì. Còn nếu mà chúng ta sờ vào đây bốn xung quanh này cảm nhận được hơi nóng là chuyện hết sức bình thường. Đấy. Còn nếu bác muốn kín bưng thì chỉ có mua hàng mới tinh thôi. Còn riêng cái răng này nhá, riêng cái răng này không, các bác có thể vào chỗ điện lạnh Hoàng Kim ở trong Sài Gòn bác mua, cũng người Thái Bình người ta bán ở trong đấy, 1,2 triệu cái răng này không nha con, một cái răng này không 1,2 triệu, đúng không ạ? Bán cả cái nồi các bác được bao nhiêu giờ bảo kín bưng thay cái răng mới, thay cái răng mới chúng ta đây là hàng cũ hàng qua sử dụng rồi thì nó sẽ có những cái nó không còn được như lúc mới tinh hàng xuất xưởng, đúng không ạ? Nó dùng lâu thì nhiệt độ vào nó cũng thể bị nở ra, bị co vào, đúng là bị biến dạng cái răng, nên nó không còn được như hàng xuất xưởng vì đã nấu rồi, đúng không ạ? Mà đặc biệt là nhiệt độ nấu của nó rất là cao. Đấy. Đây các bác nhá. Răng này răng đẹp này, răng phụ đầy đủ này. Áp suất 2 bi này, còn trắng móc này. Đấy, trắng móc nhá. Xong vũ cuốn sần dày 11 lớp này. Em nói trước về cái áp suất nhá, không nhiều bác này. Nên lại về lại thấy sờ nó hơi nóng nóng ở những cái viền này, lại bảo em bảo hành, em không bảo hành những cái viền đấy đâu. Đấy, em nói trước như thế mất lòng trước được lòng sau, các bác cứ cân nhắc kỹ trước khi mua nhá. Đấy, còn bên nào bảo hành kín bưng được thì các bác có thể qua bên đó mua. Đấy, còn bên em thì em bảo hành. Đấy, nếu mà như các bác nhìn thấy cái hơi nó hở nó xì ở đây đây. Đấy, thì gọi là xì. Còn nếu mà sờ tay vào đây. Đấy, hay các bác soi đèn nó vào đây là chỗ này nó hơi một tí này. Đấy, đúng không ạ? Mua hàng cũ thì chúng ta làm sao mà lại như hàng mới được. Đấy, nòng mới tinh từ trong ra ngoài nhá. Mới tinh từ trong ra ngoài nhá. Đấy. Phủ gốm sần dày 11 lớp nhá. Có nhìn thấy chưa ạ? GBB ở bên trong rất là mới này.
Đấy, rất là mới nhá. Để táo điện làm quay bác xem. Con này giá lại cao nhá. Đấy, mới tinh đúng không ạ? Mới tinh. Đấy. Con này là mới tinh nhá. GBBG mới tinh. Sau này chuẩn rồi, đời G thì sẽ là rời xong rời 11 nước các nhá. Đấy. Mới này, từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới. Điện đó ngon lành các bác nhá, pin biết đâu đấy rồi. Đấy. Đẹp chưa các bác? Đấy. Loang xanh mướt nhá. Màn hình màu này, nấu này, đây là nấu nhanh nhá, đấy, hủy này, đấy, hâm ấn giữ 3 giây này, đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, đấy. Nấu nhanh thì không thể hẹn giờ là nhá, đưa về chế năng nấu cơm sinh thái hoặc nấu cơm trắng nhá, đấy. Hẹn giờ cơm chín, đấy. Giờ này, phút này, nấu này, ok chưa các quý hoạt động tốt các nhá, chuông còi kêu to, quý này, con này rất đẹp nhá, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trên xuống dưới, ngắm lại giúp em nhá, ngắm lại giúp em, đẹp chưa? Và một vài điểm sức mờ thì khó tránh các bác nhá, mã số 5 21 tháng 8 này có 2,1 triệu. 2,1 triệu nhá, tiền nào của nó mà nhá. Đấy, nó đẹp như này cơ mà. Đấy. Còn em không phải nói gì về bán mà có bảo hành, có test dọn, có thay pin thì gần như kênh em đang bán là và bao ship nữa là giá gần như là rất là mềm rồi các bác nhá. Rất là mềm rồi. Tiếp theo nên bác của em Panavan ra. Chung chung bù à. Đấy. Màu trắng nhá, nhưng phần này nó bị sức nano rồi, em đã cho nó bay bay màu rồi. Đấy. Đấy, thành bên trong là inox nhá, đẹp chưa các bác? Đấy, inox mặt mũi đây, 7 giờ này. Đấy, thành quách bốn quanh này có sức nano này, đáy liếc này là không bể vỡ nhá. Đấy, mặt trước mặt sau đây, sản xuất 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200 nhá. Đấy, con này có chức năng nấu cơm cháy các nhá. Đấy, thành quách bốn quanh có những vết cấn sức mờ này, cấn sức mờ. Đấy, ngắm giúp nhá, mặt trên này. Đấy, chỗ này chưa bị xước nhá, chưa bị xước ở đây. Vệ sinh là một cái nồi không hề đơn giản đâu các bác ạ. Các bác nào đã từng mua lai về nhà tự dọn thì các bác biết rồi. Cảm giác đúng không ạ? Có chức năng nấu cơm cháy nhá, hoặc ấn menu này, đưa cái mũi tên về cái dòng dưới cùng. À cái dòng cái chữ đầu tiên ở dòng dưới này, đây. Đấy thì bác ấn nút nấu thì nó sẽ ra có cơm cháy cho các bác. Này có cơm cháy. Hủy này. Hâm cơm này. Hủy này, test cơm hết rồi, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu hủy menu các phím động tốt có nhá, chuông còi kêu to, dây còn đẹp này, dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp. Đấy, ở mặt sau đây, đây có nano một tí nhá các bác nhá, đây có nano. Ơ bê con robot này con, để tí vệ sinh để đóng. Đấy, robot của bác thì em đã test một vài vòng rồi, một vài lần test pin rồi, yên tâm đi ạ, em mới gửi nhá. Than nhưng mà bằng inox các bác cứ đánh thoải mái nhé, không sợ trước đâu. Đấy. Sạch chưa ạ? Thế thôi, đẹp ngay đúng không? Đi bên trong nhá, con dài phun sương mùa này, nắp con hơi còn đẹp này, được chưa? Nắp hơi rất đẹp nhá. Gioăng này các bác ơi, gioăng xanh mướt này, gioăng xanh mướt nhá, ngắm giúp em. Gioăng xanh mướt. Mình bán hàng, bán sản phẩm của mình thì mình cứ tập trung vào sản phẩm của mình thôi, không cần quan tâm đến các người khác người ta bán như thế nào, đúng không ạ? Mình cứ sẽ cảm thấy mình bán nào dọn dẹp này, trừ hết chi phí đi, có công là mình bán thôi. Đấy. Đấy, đáy ngoài đây nhá. Đấy, đáy ngoài đây, bên ngoài sạch sẽ này, xong rong chuẩn này, được chưa ạ? Đấy. Bên trong đây có một hai chấm cám nhỏ xíu thôi, van dài phun sương bù ẩm nhá, một đây chấm cám mà đúng hướng 12 giờ em quay đúng hướng 12 giờ xem đấy, có nông sức nông mèo nữa nhá. Đây hàng cũ hàng đã qua sử dụng các bác nhá, ví dụ nhá.
được chưa? Đấy, ngoài đây có sữa nông mèo nhé mọi người, đây một cái sữa nông mèo đây. Đấy, cái để ra ngoài, ngoài xuống ngoài kia cho nó rộng, tí vệ sinh là đóng gửi cho các bác ạ. Đây, bên trong đây, bên trên đây. Đấy, bên trong bên trên van dài nhá, có sức nông mèo nhá, có một điểm sức nông mèo, bao bác còn nâu mới dính cơm nhá, yên tâm chị ạ. Rong xanh này, mã này mã số 6 ngày 10 ngày 21 tháng 8 được bao nhiêu, 890k, 890.000 thôi nhá, 890.000. Lại thành quách đây, van dài phun xương bùa màu trắng nhá. Mã số 7 tiếp tục, một em Panasonic van tròn này, Panasonic van tròn cao tần IH nhá. Tất cả hàng em bán là hàng cao tần các bác nhá. Thành quách đây. Đây cái này sẽ đánh cái điều này. Đây này. Người ta để như kiểu là chỗ nấu ăn các bác, không dầu nó bắn ra. Để em tí nhá. Xin mất 1 2 phút này. Để nó sạch sẽ luôn. Đấy, bác thấy không? Bóng ngay đúng không ạ? Quan trọng nó không cấn móp là được. Đấy. Không cấn móp xước nhá. Đấy. Còn dơ thì mình đánh đi thôi. Đấy. Bốn xung quanh đây. Sản xuất 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W. Ông này là tiền nhiệm của ông Nationa, nên giống hệt nhau, từ hình thức khác mỗi cái tên. Đấy, năm 2008-2009 thì chuyển nhượng cho nhau đúng không ạ? Mặt trên còn khá đẹp này. Đấy. Mặt đẹp nhá các bác nhá. Điện đó ok, những dàn này thì em bao bền được các bác luôn. Cứ cắm điện là chạy thôi. Đấy. Quạt gió chạy rất êm. Chạy êm, đấy, nghe như không có tiếng gì. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. À hâm cơm này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín giờ. Phút. Giờ. Nấu. Hủy. Menu. Ok các bác nhá. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to này, ngoại hình này còn đẹp nhá, ngoại hình khoảng tầm 9 điểm đấy ạ. Dây còn đẹp này. Hot hút hết nhá. Hơi yếu nhưng hút hết vẫn hết dây. Bên trong răng xanh. Panasonic. Răng xanh mướt nhá. Mềm. Răng xanh mềm. Răng xanh mềm nhá. À, bên trong này nó như này cơ mà. Long lanh luôn này, các bác nhìn thấy không? Không có sức nông mèo nông chó gì nhá. Đấy. Một hai hạt cát nhỏ xíu bằng cái đầu kim này có rồi. Con này rất đẹp này các bạn này. Con này rất đẹp này. Ngắm giúp em nhá, từ trên xuống dưới này. Bên ngoài này, đáy thì có xước một chút xíu nhá, nhưng mà rất là sạch sẽ nhá. Rất sạch sẽ ở bên trong, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Vẫn có hạt, một hạt cát bằng cái đầu kim nó nằm đây. Bác nhìn kỹ không ạ? Đấy. Để xa này. Đấy. Các hướng các bác xem. Panasonic. Con này đẹp đấy các bác nhá. Con này đẹp đấy ạ. Van tròn. Bao bền thì các bác luôn nhá. Cứ cắm là chạy. Đây. Đây. Đấy, răng còn mềm nhé các bác nhá, răng còn mềm. Đấy. Chuẩn nòng luôn nhá, viền rộng này. Chuẩn nòng viền rộng. Miếng biếc ngon lành nhá. Điện đó ok, test cơm cho bác rồi. Mã này mã số 7. Ngày 21 tháng 8 này các bác 880k. 880.000 nhá. Đấy, bác nào biển Vĩnh Phúc thì chơi ngay con này. Đây nên bác em mít hộp nước đây. Mít hộp nước nhá, con này đang hết pin. Em đang hết sạch pin rồi, hôm nay nó mới giao nhá. Nên có hai con em sẽ chưa có pin thay. Thì hôm nay em sẽ, bác nào mua thì em sẽ thay pin nhá. Hoặc là bác nào không cần thay pin thì báo em. Đấy, bác nào thích di nguyên bản thì đấy. Để con này pin này nằm ở trên này. Mà tháo thay được pin con này thì rất là vất vả. Em nói thật sự bác, là bác nào đã từng thay pin con này rồi thì comment em một cái. Đấy, tháo rất là vất vả, pin nằm ở đây. Đấy, nó còn dán keo hết cái mép này nhá. Đấy, muốn tháo ra thì phải hơ lấy lấy cái xế tóc, cái sấy nó chảy những cái keo hai mạnh cạnh ở đây ra, xong chúng ta mới lật được màn hình. Nếu bác cố tình các bác cậy nhá, màn hình nó to này là nó nứt màn hình nó mất đi luôn. Vì tại sao em biết như vậy? Vì em đã bị hỏng rồi. Thời gian đầu tiên em làm em chưa có kinh nghiệm, em đã bị hỏng cái nồi rồi. Đấy, thay một viên pin mà mất đi mà cả một cái nồi các bác nhá. Đấy.
một em mít hộp nước có đèn hành trình nhá, có đèn hành trình đây. Đấy. Khi nấu thì nó sẽ đèn này sẽ đỏ lên. Đấy. Mít hộp nước nhá, bạn nào biết sử dụng thì mua nhá, không không biết sử dụng thì thôi nhá. Ông nhiều lúc về này, nước đổ nó không chuẩn thì nó lại không nấu đâu. Đấy, đây. Nước đổ nó đúng giữa hai cái vạch nhỏ nhá. Đấy, đây. Trên mặt phẳng bắt để trên cái mặt phẳng này. Đấy, trên cái mặt bàn bếp ấy hoặc là chỗ nào phẳng trên bàn nhá. Đấy, đổ nước nó phải đúng cái điểm ở giữa đây. Đây. Đấy, đúng điểm đánh dấu nhá thì nó mới chạy, còn cao hơn cái điểm đen trên này nó không chạy, mà thấp hơn điểm đen nó không chạy. Đấy, mít hộp nước thì nó lại rất là phức tạp như vậy, nên bác lưu ý, bác nào đã sử dụng rồi đấy, thì mua con này, nó gần đến dạng áp suất nhá, gần đến dạng áp suất đấy, vì trong quá trình nấu ăn thì nó không có một tí hơi nước nó bay ra ngoài. Cái hộp nước này là nó làm có tác dụng là làm mát cái hơi lúc nó sôi ra nhá, nó phì từ đây, đây nó phì từ đây các bạn ơi, đấy, nó qua cái vòi này nó phun vào cái này. Đấy, nên trong này nó phải có nhiều nước để nó làm mát, được chưa ạ? Đấy. Nòng nồi thì rất dày nhá, nòng nồi thì cực kỳ dày rồi, đấy đây. Đấy, nòng rất dày thôi nhá. Có chấm cám nhỏ li ti. Nòng cực kỳ dày nhá, bao bác không dính cơm. Đấy, nòng cực kỳ dày. Mít hộp nước nhá. Đấy, nòng dày lắm các bác nhá, đấy bác nhìn đây nòng này. Nòng dày đến 5 6 ly nhá. Đấy. Nòng mỏng cho đây không được các bác nhá, cho đây nó xì ngay. Phải đúng nòng của nó, nòng dày nhá. Đấy. Có chấm cám nhỏ li ti, bác ngắm giúp nhá. Đấy. Răng này, mặt xi đây hơi sức này, răng còn đẹp nhá, mềm này. Đấy. Con này nó gần như dạng áp suất các bác nhá, gần như dạng áp suất. Này, ngắm giúp nhá, được chưa? Bên trong sạch sẽ này, vòi đây. Trao đổi hơi nóng giữa trong lòng nồi với ở ngoài bình nước đây. Này, sạch sẽ nhá. Đấy. Bên trong sạch sẽ này. Đây. Đấy. Con này đang hết pin nhá, đang hết pin. Em sẽ có nhu cầu thay pin cho các bác nhá, bác nào không cần thay pin thì báo nhá. Đấy. Lòng rất dày, có chấm cám nhưng không dính được cơm đâu nha các bác nhá. Bao bác không dính cơm, được chưa ạ? Mặt thì đẹp này, mặt rất đẹp nhá. Bốn quanh đây, thành quách đây. Nặng lắm các bạn, sáng nào bê 5 cái nồi này thì khỏi về đi làm luôn. Sản xuất năm bao nhiêu? Điện 100V nhá, công suất là 1270W. Đấy, người ta yêu cầu sử dụng điện hạ cục đổi điện 20A này. Sản xuất 2009 nhá. Đấy, 2009. Mặt bao các bác không có một vết xước nào nhá. Điện đóm là ngon này. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đấy. Hết pin nhá. Nấu này. Đấy, đèn này. Không có nước nhá, báo không có nước, em test cơm rồi. Hủy. Hâm. Đấy. Hủy menu. Các phím hoạt động tốt không nhá, chuông còi kêu to, yên tâm đã test cơm, test các phím rồi. Đấy, con này hết pin nhá. Đấy. Bạn nào có nhu cầu thay pin thì em thay pin, còn nếu bác nào bảo tôi mua nguyên bản thì em không thay. Càng đỡ mất công. Đấy, còn thay con này thì em nói luôn các bác phải mất ít nhất là mất hơn tiếng. Mã số 8 ngày 21 tháng 8 đây các bác này, 860k, 860.000 nha, mít hộp nước, được chưa ạ? Hết pin thì thay pin, còn bác không muốn thay pin thì thôi. Con bỏ cái kia ra con vệ sinh đi Minh ơi. Minh ơi, bỏ cái quả nô ra vệ sinh cho bố cái, cứ ngồi chơi không. Quả nô của cái robot đi. Bố thì làm không hết việc. Tiếp theo đây, một em Panasonic màu đen nhá. Đấy, con này hết pin nhá, chưa thay pin đâu. Hết pin rồi ạ. Đấy. Nên tháo ra thay pin thì em sẽ nắn cho bác chỗ cấn này. Sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W các bác nhá, 1200W. Có làm gì đấy? Quả nô đâu là quả nô? Đấy là đốc xả chứ quả nô à? Sáng con dậy con chưa tỉnh ngủ à? Đâu là quả nô? Quả nô có robot đâu? Ngáo ngơ nó vừa vừa đấy chứ. Có chức năng chống cháy các bác nhá. Đấy, Panasonic. Dây còn đẹp nhá, dây còn rất đẹp này. Đi bên trong các bác nhá. Đấy. Răng đây, răng mềm nhá bác nhá. Ám mỏng một chút xíu nhưng rất mềm nhá.
rất mềm. Đấy, ok chưa? Răng bản rộng nhá. Đấy, răng bản rộng. Những con này thì các bác lưu ý em vệ sinh hàng ngày nhá, vì nấu cơm nhiệt độ nó cao. Nó tấp cái muội cơm này rất nhiều, nên bác phải nấu vệ sinh hàng ngày nhá. Tất cả các cái răng trước sau này nó sạch sẽ cho em. Bên ngoài này rất đẹp này, đấy rất rất đẹp nhá. Bên trong này có một vài điểm chấm cám này, nhìn thấy chưa? Đấy. Mờ mờ nhá, đây này. Đấy. Không dính được cơm đâu nhá. Đấy. Không dính được cơm đâu. Được chưa? Đấy, quắc điểm nhá. Nó trong lòng có vài chấm nhá, vài chấm. Nhưng mà không dính được cơm quá nhá, không dính được cơm. Mà càng ngắm giúp em nhá, em quay nó lâu lâu tí. Được chưa? Đấy. Có chấm cám nhá, đây một vài điểm bên này. Đấy. Bên trong đây. Đấy, bên trên đây inox nhá. Đấy. Bên ngoài rất là sạch sẽ này. Đấy. Tiếc là bên trong có vài cái chấm đâu. Hết pin thay pin ngon nhá, hết pin thay pin. Nấu này, 43 phút này. Có chức năng nấu cơm cháy nhá. Thủy này, hẹn giờ này. Giờ này. Phút này. Nấu này. Hủy này, hâm cơm, hẹn giờ này, hẹn giờ cơm chín thôi nhá. Các bác muốn ăn cơm giờ nào thì bác hẹn giờ đó. Buổi sáng chúng ta đi làm mà trưa về không kịp vậy thì các bác có hẹn giờ 11 giờ trưa. Lúc đi làm chúng ta nấu cơm luôn và hẹn 11 giờ trưa thì 11 giờ trưa về sẽ có cơm ăn thôi nhá. Đã. Mã số 9 ngày 21 tháng 8 đều bao nhiêu, 800k coi nha. Đấy. Ngoại hình đường vách thì ok rồi, nội răng thì đẹp nha coi nha. Đấy. Mặt thì cũng đẹp này. Đấy. Như tiết lòng nồi bên ngoài rất là đẹp nhưng bên trong có chấm nhá. Bao bác không dính cơm nha, yên tâm chị ạ. Hết nồi cơm rồi coi nha, mã số 9 là cái mã cuối cùng rồi, hết nồi cơm rồi. Đêm qua còn hai anh bàn nà nhá, em lên lại cho các bác nhá. Hai anh bàn nà. Quả nô của nó con tháo ra chưa? Quả nô cơ mà. Con tháo ra cho bố bảo. Đấy này cái hộp rác. Ơ con không biết là quả nô là cái nào ở đây, quả nô nó đây chứ con. Đây còn hai con này nhá. Hình như em bán đắt quá các bác không mua đúng không? Đắt thì tiền nào của đó thôi các bác ơi. Đây. Một con Panasonic là chưa dùng như này. Đúng không ạ? 550.000 cả ship. Đấy. Đây nha các bác nhá, mới tinh đúng không ạ? Đã dùng đâu ạ? Bàn nà lớn nhá, bàn nà hai đầu. Mặt còn đẹp này. Đấy. Mặt còn đẹp này. Đấy. Điện đóm nó ok nhá. Đấy. Điện đóm ngon này này. À bác nhìn thấy chưa? Đấy. Bàn nà rất đẹp, mới tinh đúng không ạ? Các quý mới hoạt động ngon này. Đấy. Nóng bỏng tay rồi. Đây, mã số 10 nhá, hôm nay em giảm giá cho bác chút xíu nhá, hôm qua còn hai con này thôi. Hôm qua có con số 10 rất là đông bác hỏi. Con màu hồng với con Toshiba. Mã số 10. Ngày 21 tháng 8 này có bác 520k. Đấy, 520.000 được chưa ạ? Đấy. Cả ship thì tính này cũng chỉ còn hơn 400 thôi bác nhá. Đấy. Đây con này nữa. Hôm qua đúng hai con, còn tất cả bán hết rồi. Con này hôm qua là 500.000 đúng không? Chắc là này. Đấy, Toshiba Nacos đây. Đấy. Mặt inox đây. Đẹp long lanh như này, đúng không ạ? Long lanh cành xanh như này, mặt trước mặt sau đẹp mới như này. Đấy. Được chưa ạ? À, trông rất hầm hố này. Phím phiếc này. Ngon lành các bác nhá. Mặt inox nhá các bác nhá. Mặt inox bác thoải mái sử dụng đi. Đấy, điện đóm đó. Nháy rồi nhá. Bảo bán có bảo hành mà các bác ơi. Đấy. Phím này. Ok chưa ạ? Ấy da, nóng bỏng tay này nhá.
Đấy, điện đó ngon này. Điện bàn là hơi không dây. Đấy. Hộp tiếp còn đẹp như này. Cũng giảm bác chút nhá, 480 đi. Đấy, 480 bác nhá. Cả ship đấy các bác nhá, mã số 11. Ngày 21 tháng 8. 480. Được chưa? 480k. Hai cái bàn là nhau nhá. Đấy, hết rồi. Con số 10 bác hôm qua bảo là chuyển điện thì em đang đặt cái chuyển điện đó nhá. Đấy, chuyển điện về thì em sẽ gửi cho bác nên chậm mất 1 2 hôm. Bác lưu như thế. Đây. Bình thủy đây nhá. Đấy. Một em Nationa 3 lít nhá, bên trong là như mới đây. Răng đẹp nhá, răng xanh mướt này, răng xanh mướt. 3 lít các bác nhá. Đấy. Vệ sinh bác ngon này, bao bơm bao điện, test cho các bác đâu đấy hết rồi. Bên trong sạch bóng này. Được chưa ạ? Bác nhìn có rõ không? À, quay nét như này cơ mà đúng không? À, lưới nước đầy đủ nhá. Đấy. Bên ngoài đây mà Nationa cổ nhá. Đấy. Điện áp 100V, công suất 1000W nhá. Nationa toàn bộ tiếng Nhật, những con này thì chắc 100% lắp đặt tại Nhật rồi. Đấy. Bên trên đây bao bơm bao điện cho các bác nhá, yên tâm. Dây dợ ngon lành nhá, bao bơm bao điện. Dây từ nhá, bao bơm bao điện đây. Đấy. Bơm này, ò ò này. Đấy. Ngon lành các bác nhá, bao bơm bao điện 12. Lúc nào em sẽ lên một video em xả bình thủy nhá, những cái móp móp tí xả hết đi cho nó nhanh. Mã số 12. Ngày 21 12/21 21/8 để các bác con này bao nhiêu? 520k cả ship nhá. Một em Nationa 3 lít, nếu các bác không quá chú trọng về ngoại hình mà chỉ quan tâm đến chất lượng và lòng thì con này thì là số 1 rồi. Con này là hai lòng hai nớp nhá, hút chân không nên là khi nấu ấy thì nó sẽ không bị tỏa nhiệt ra bên ngoài nhiều. Bạn lưu ý như thế nhá. Đấy. Nó giống như kiểu cái bát inox mà các bác ở Việt Nam mà các bác mua cho trẻ con ăn ấy. Đấy, các bác cho cái bột hay cháo vào trong rất nóng nhưng bên ngoài không nóng, thì cái công nghệ nó cũng như thế. Con này để hút chân không ở giữa. Đấy. Đây là cái mã cuối cùng nhá, mã 12 là mã cuối cùng. Đấy, cảm ơn các bác. Thì bên em bán hàng thì liên hệ trực tiếp các bác nhá, qua số điện thoại như này. Cảm ơn các bác. Hẹn các bác buổi sáng ngày mai, một ngày mới, kính chúc tất cả các bác vạn sự ăn này. Xin chào và gặp lại.